Nghe rồi. À, em biết rồi. Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Và clip hôm nay thì mình lại tiếp tục làm một clip đó là giao lưu với lại anh em trên list bạn bè của mình nhé. Rồi hôm nay thì có DTK cũng tham gia cùng mình. Còn hai bạn kia thì mình như là một bạn nữ với lại một bạn nam. Mình cũng chưa từng chơi bao giờ. Nó giống như là chơi với lại người lạ mà. Hôm nay thì sẽ bay vào trường học đi. Khá lâu rồi chưa bay vào khu trường học mấy thân yêu này. Ok. Có lẽ như là trường học lần này lại clear. Tiếng súng bắn nhau bên kia kìa. Em giữ khẩu K này. Ai em giữ khẩu M16. Đây này. Một viên này à, một tên vừa chạy từ bên ngoài chạy vào. Nằm đây làm cái gì đây? Bot à? Đây này chạy này. Một viên nữa này. Thêm một viên nữa này. Ui đúng là mù mắt luôn đấy. Thì không có cốp nhỉ. Thôi bây giờ lốt thêm ít đồ nữa, sau đó qua bên rô dốc luôn này anh em ạ. Hình như là bên đấy có một hai team. Ở ngoài không từ từ. lại Từ từ, có bắt. Bọn. Đấy. Vãi Đấy trường. làm gì? Vãi trường mấy ông tranh nhau con boss đã vãi trường thật. Đây này. Đang bắn nhau bên này thì rất là đông. Tiếng AKM này. Đi ngay. Ôi. Tiếp nào đây? À đủ. Vãi trường thì ra là người à? Nghiêng người bắn này mình lại tưởng là bot cơ. Cứ đứng đây táp táp. Để xem là có gì không. Máu này, nước này. Vậy mà mình lại cứ tưởng là bot cơ. Đâu nhỉ? Nãy mà người đang súng ngay dưới này nữa. Kìa kìa. Một tên đang chạy kìa nhưng mà hơi xa. Đây. Ồ, nóc luôn này. Cứu cái gì đây? Rồi, clear luôn. Ơ kìa kìa, một tên này. Một tên vừa mới chạy lại nữa. Tầng 2 này. Uầy, đông thế. Vâng, khu này phải 3 team hay sao ấy. Đông vãi cả trời anh em ạ. Đây này, chạy qua đường này. Ui. Yếu anh ơi. Trên tầng, trên tầng. Xuống hộ cái. Rồi, chết luôn. Mẹ may nhá, thằng này định tính xuống nó gạt. Vẫn đang còn team nữa này. Ui, khu này đông, khu này 3 team. Vâng. Ơ kìa. Ơ thôi. Sao chết rồi. Vãi cả anh tôi lút. Vãi cả trường ạ, vậy mà vẫn đều đi gạt. Đây này. Ui. Cái gì đây? Ui, vẫn nóc. Đây đây này. Tên cuối bên này. Đây đúng không? Rồi. Ui mẹ. Team này nguyên 4 thằng luôn. Ui, ông số 1 nhỏ thế. Vậy mà nó vẫn gạt được kìa. Không phải tin được. Cứu ông chết, cứu anh chết. Thế cái ông Đức này không cứu bạn. Anh em đúng như biểu luôn. Đấy, anh cứu lại, cứu anh. Mấy cứu rồi có gì chết đi. Chết cứt. Còn đấy mình cũng cố gắng gọi là mình bắn rồi nhưng mà thật sự rất là đông luôn anh em ạ. Mình tưởng khu này có hai team cơ, ai ngờ lại thêm một team nữa. Không vừa đấy nếu mà anh cứu là anh thằng kia nó bắn rồi. Từ từ. Vâng, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu sau vụ này đây. Tội bỏ vào chỗ nó. Có luôn, có người luôn, vừa đây lấy luôn. Ờ đúng rồi, có một team đang ăn thính kìa. À từ từ. Úi giời. Đã ăn thính rồi. Góc một này. Còn tên đã sao xe. Ơ. Ngoài còn thằng bộ của anh. À đây. Ơ clear rồi. Vâng, team này có hai tên thôi. Từ từ, tung sấm bốc đã. Chỗ này hơi trống. Cố gắng đi tìm thêm cái ốp nữa anh em ạ. Mình đang muốn bắn lại combo hủy diệt MK14 và cái ốp. Đã khá lâu rồi mình chưa cầm lại cơ. Để xem nào. Bắn yếu bao nhiêu đấy. Ờ, thính này này. Yếu kia rồi. Thính này vẫn là MK thôi. Ô, tiếng súng này, trong khu nhà luôn. Nó lại hấp dẫn. Yếu một thằng. Đây sau nhà này.
Đấy, hai team đang công nhau này. Lên luôn, trời ơi. Một tên vừa nhảy xuống này, sau nhà này vẫn đang còn tên. Đây. Nóc tiếp à? Mới nóc thôi. Clear rồi sao ấy? Ừ đúng rồi, clear rồi. Ui anh em trận này làm tốt thế nhở? Được đấy. Tầm cỡ quốc tế. Vãi trời, ông Đức lại nổ rồi. Có 124 con sát con này. Ơ, có xe này. À, trên nhà vệ sinh, trên nhà vệ sinh. Ok, ok luôn, đứng đây. Kìa kìa, thấy đấy này. Xuống dưới rồi, đây này. Vãi trời thanh niên, có một ông này thôi à. Thanh niên bị trượt chân hay sao ấy. Ok, vào đây hồi nước đã. Hy vọng rằng là lần này sẽ có ốp. Ở đây có ốp luôn anh em ạ, ngon. Rồi. Đã rất là lâu rồi mình mới được cầm lại combo hủy diệt này. MK và AWM. Bây giờ đi tìm người thôi, còn 3 tên nữa không biết đặt đâu. Ơ. Ê. Khu nhà. Hướng khu nhà đâu. Có ốp Silent luôn. Bắn được. Đấy, ốp Silent. Khu nhà. Trời ơi, góc này thì quá đẹp rồi, góc này giữa bo luôn anh em ạ. Ủa bắn đâu đấy? Một viên. Vãi trưởng ạ, không biết là khu nhà nhưng mà chỗ nào. Đây này, xe nó này. Ủa nhà nào vậy? Đấy, lại bắn được kìa, ốp Silent. À đây. Nhìn này, đây đúng không? Nóc 1. Lên luôn. Hình như là 3 tên còn lại là một team rồi anh em ạ. Có lẽ là như vậy. Khu nhà này ngoài bo nữa, mình sẽ lên mình chiếm bo này. Thôi mình sẽ công lên cái chòi đằng kia kìa. Cái chòi đằng kia công, mình đứng trên tầng 2 mình canh thì tuyệt vời luôn. Mấy ông này không thể nào mà chạy bo được nữa. À, M24 sẽ lần nữa kìa. Khiếp, team này giàu phết nhỉ. Một ông cầm ốp sai lần, một ông cầm M24 sai lần luôn. Gắt. Để xem. Rồi. Vậy khả năng cao là một team còn lại rồi. Ô. K sai lần nữa này. Bên ngoài à? Một viên thằng đằng đá. Ôi, vậy là hai thằng trong nhà, một thằng chỗ bên ngoài, không biết là chỗ nào ấy nhỉ? Tảng đá chỗ nào ta? Đấy, ốp sai lần lại bắn tiếp. Thôi, cứ đứng đây và đợi bo thôi anh em ạ. À, lên xe kìa. Biết ngay là mấy tên này sẽ lên xe chạy vào bo mà. Đây thì chạy vào bo này. Một tên nốc này. Gà luôn rồi. Bò đi đâu. Cứu làm sao được nữa. Tiếp tục lên xe và chạy kìa. Ui. Ơ, xe bốc khói rồi. Ui. Nó chạy mất rồi. Tiếc thế nhở. Ơ. Từ từ, tên Castellan gần cực kỳ luôn đấy. À, hình như là hòn đá này hay sao ấy này. Chuẩn rồi, đang nằm này. Ôi, 3 viên rồi anh em ạ. Yêu lắm rồi đấy. Thôi không được rồi. Rồi, vậy là một tên chỗ hòn đá đằng xa kia kìa. Mà không biết là tên này núp đâu rồi. Ơ. Ô thôi, hai ông đều nốc rồi. Vãi trưởng ạ. Vậy làm sao cứu được nhờ. À, tên kia công lên kìa. Tên này bị bay mũ này, tên này cầm ốp Silent này. Ui, tên này di chuyển khó chịu thế. Ơ, đây rồi. Tên này chạy đi đâu rồi, nóc 1 này còn tên cuối này. Ui, vãi trưởng ạ, mù mắt luôn. Một tên nữa thôi. Lần này thì chết này, rồi. Vâng, khá là may mắn khi cái bò cuối này nó lại cũng khá đẹp. Mình cầm MK cứ vậy mà mình sấy thôi. Thì ok, rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi hết clip này nha.
Và nếu như thích clip này thì đừng tiếc một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra những clip tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.